Kính thưa các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, thưa các bạn yêu quý. Tôi tên là Trần Khánh Chi, là đội trưởng đội tuyên truyền măng non. Còn đây là các thành viên của đội tuyên truyền măng non của Liên đội Trường Trung học Cơ sở 18 tháng 4. Chúng tôi đến với diễn đàn trẻ em Mộc Châu để chia sẻ thông điệp trẻ em Mộc Châu về công tác phòng chống Covid-19. Chúng em mong muốn được nhận được sự cổ vũ động viên của các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các bạn. Kính thưa các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, thưa toàn thể các bạn, cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19 còn lâu dài. Đảng và chính phủ nước ta đã đưa ra các giải pháp, những hạn chế và những ưu tiên mới để chúng ta có thể chung sống lâu dài với dịch bệnh, có những thích ứng để các hoạt động trở lại trạng thái bình thường mới. Đội tuyên truyền măng non chúng em ngày hôm nay lấy ý tưởng từ cây sặng trá trong lễ hội hết trá của người Thái Trắng, bản Áng, xã Đông Sang để chia sẻ những thông điệp về Covid-19. Cây của chúng em được chia làm 3 phần. Tầng thứ nhất là 5 điều Bác Hồ dạy trong phòng chống dịch Covid-19, bao gồm điều 1: yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, yêu đất nước, thương gia đình, quan tâm sức khỏe bạn mình thầy cô. Điều 2: học tập tốt, lao động tốt, siêng năng học tập tại nhà, siêng năng diệt bệnh, việc nhà giản đơn. Điều 3: đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, đoàn kết là nhiệm vụ chung, nghe Bộ Y tế mình cùng quyết tâm. Điều 4: giữ gìn vệ sinh thật tốt, ra ngoài phải có khẩu trang, rửa tay đúng cách, hiên ngang về nhà. Điều 5: khiêm tốn, thật thà, dũng cảm, nếu có sốt phải báo ngay, mình cùng chung cảm sống ngày vượt qua. Vâng lời Bác dạy lâu nay, ta cùng chung sức sớm ngày dịch tan. Tầng thứ 2 là thông điệp yêu cầu mọi người dân thực hiện nghiêm quy định 5K: khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế, và 5T: thực hiện nghiêm quy định 5K, thực phẩm có tại nhà, thầy thuốc đến tại gia, test Covid tất cả, tiêm chủng tại phường xã. Tầng thứ 3 là hành động, mỗi học sinh giờ là chính sách viên trong phòng chống dịch bệnh. Trên cùng là hình cây bút, tượng trưng cho người học sinh đang vẽ lên những ước mơ, lan tỏa những điều tích cực, cùng chia sẻ giúp đỡ các bạn nơi vùng dịch. Cây bên trái chúng em được sắp xếp các cấp độ dịch bệnh để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh. Cấp 1, nguy cơ thấp, tượng với màu xanh, các hoạt động dạy và học diễn ra bình thường. Cấp 2, nguy cơ trung bình, tượng với màu vàng, các hoạt động dạy và học diễn ra hạn chế, có điều kiện. Cấp 3, nguy cơ cao, tượng với màu cam, các hoạt động dạy và học không tổ chức hoặc tổ chức hạn chế, có điều kiện. Cấp 4 là nguy cơ rất cao, tượng với màu đỏ, ngừng các hoạt động dạy và học. Ở phía trung tâm của cây là những điều học sinh cần thể hiện tinh thần đoàn kết, chia sẻ trong lúc dịch bệnh xảy ra. Điều thứ nhất, giúp đỡ các bạn khuyết tật, một số bạn bị khiếm thính, khiếm thị, khó có thể tiếp cận với truyền thông. Điều thứ hai, giúp đỡ bằng cách tuyên truyền, chia sẻ lại cho các bạn. Điều thứ ba, giúp đỡ các bạn ở vùng khó khăn, cùng quyên góp và ủng hộ chương trình sóng và máy tính cho em, khẩu trang hay dung dịch sát khuẩn tay, chia sẻ những câu chuyện, lời động viên. Kính thưa các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, thưa các bạn, đội tuyên truyền măng non của chúng tôi mong muốn rằng mỗi người là một chiến sĩ, sẵn sàng nhiệm vụ với một tinh thần, trách nhiệm cao nhất, đoàn kết, thống nhất, tập trung để lùi dịch bệnh và cùng lan tỏa thông điệp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Em xin kết thúc phần tuyên truyền của mình. Em xin trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh cùng toàn thể các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.